Các cuộc chiến khu vực đang dần quốc tế hóa, cơn siêu bão địa chính trị đang rục rịch đổ bộ địa cầu, khơi dậy nỗi ám ảnh từ hai trận thế chiến. Toàn cầu như ngồi trên đống lửa khi trục quân sự Nga, Triều hình thành, vòng xoáy căng thẳng cứ thế leo thang vô tận. Bình Nhưỡng công khai lôi bóng ma từ quá khứ, thách thức Mỹ, Hàn Quốc và cả khối phương Tây trên chính sân nhà châu Âu. Cảnh báo sắc lạnh từ Mỹ lập tức chuyển thẳng đến Chủ tịch Kim Jong-un, nhắm thẳng vào tham vọng đầy táo bạo của Triều Tiên khi cả gan đặt dấu chân đến tận lục địa già. Nhưng Bình Nhưỡng có đang chuẩn bị cho chiến tranh và kích hoạt thế chiến? Nga, Triều có đang ung dung cấu kết và thông đồng một cách toàn diện để căng thẳng tột đỉnh để chễm chệ thống trị toàn bộ năm châu bốn bể? Quyết định này rồi sẽ được tha thứ hay sẽ châm ngòi cho một căng thẳng mới bùng nổ khôn lường? Giữa lúc đó, Tổng thống Putin ngang nhiên cùng Trung Quốc trở thành hình mẫu cho tất cả các quốc gia. Và Bắc Kinh, gã khổng lồ thế giới cũng đang liên tục trỗi dậy để hóa thành tấm vé thông hành của nhân loại. Tuy nhiên, cánh cửa vàng đến tự do và thịnh vượng ở thế giới Ả Rập nguy cơ đóng sập. Trung Đông hậu Gaza Sinwa là một viễn cảnh mà ai cũng muốn chối bỏ. Cục diện thế giới tuần qua như thế nào? Mời quý vị sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Quý vị đang cùng theo dõi chương trình Thế giới trong tuần trên BNC Now. Thưa quý vị, thế giới vẫn đang chìm trong hỗn loạn. Trung Đông vẫn là vũng bùn nhớp nháp, nơi khói lửa, đạn pháo vẫn xé gió lao tới, hủy diệt và vùi thường dân trong tấn bi kịch. Tuy nhiên, tiêu điểm tuần này đã chuyển về Đông Âu khi cuộc chiến dai dẳng đang dần quốc tế hóa. Nhân tố từ bên kia đại dương ngày càng xuất hiện rõ nét, không còn mập mờ, lặng lẽ, gửi vũ khí cho Nga. Triều Tiên bắt đầu công khai dấn thân sâu hơn vào cuộc xung đột Ukraine, khiến Mỹ, Hàn, thậm chí là cả lục địa châu Âu hốt hoảng. Mặc dù Bình Nhưỡng lẫn Moscow đều bác bỏ thông tin này, nhưng lá cờ Triều Tiên đã tung bay tại Donetsk như là một lời tuyên bố mạnh mẽ về sự can dự không thể chối bỏ của Bình Nhưỡng. Theo nhà báo Sablienko, Nga vừa kéo cờ Triều Tiên tại ngôi làng Stukurina, khu vực tạm thời bị chiếm đóng ở vùng Donetsk, cách thị trấn Podrogs 20 km, như một động thái khuếch đại chủ đề Triều Tiên và cố gắng sử dụng như một công cụ gây sợ hãi. Andrei Kovalenko, lãnh đạo Trung tâm Chống thông tin sai lệch Ukraine, nhận định đây là chiêu trò truyền thông nhằm thổi phồng sự hiện diện của quân đội Triều Tiên. Ông cũng đề cập đến việc quân đội Triều Tiên thực sự đang được chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại Ukraine, nhưng ông cho rằng đối phương vẫn dùng cờ và tin tức để tạo ra nỗi sợ hãi, dù thực tế có thể chỉ là trò chỉnh sửa hình ảnh. Theo một động thái gây chú ý từ Nga, thưa quý vị, Duma Quốc gia hay Hạ viện Nga vừa chính thức phê chuẩn Hiệp ước Hợp tác Chiến lược giữa Nga và Triều Tiên trong phiên họp diễn ra vào ngày 24 tháng 10. Hiệp ước này được ký kết với Tổng thống Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong chuyến thăm quan trọng của ông Putin tới Bình Nhưỡng hồi tháng 6, đánh dấu một bước tiến đáng kể trong mối quan hệ giữa hai quốc gia. Trình bày về hiệp ước trước các thành viên của Quốc hội, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Yuri Rudenko nhấn mạnh rằng tài liệu này mang tính chất phòng thủ và hòa bình nhằm đối phó với việc quân đội của phương Tây và Mỹ mở rộng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông Rudenko và Chủ tịch Hạ viện Vyacheslav Volodin cũng đã ca ngợi sự ủng hộ của Triều Tiên đối với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine cũng như nỗ lực sắp nhập một số khu vực của Ukraine vào Nga. Đáng chú ý là Mỹ đã lần đầu tiên công khai chứng cứ cho thấy Triều Tiên gửi 3.000 quân sang Nga sẵn sàng tham gia vào cuộc chiến tại Ukraine. Một bước đi rõ ràng sẽ làm gia tăng đáng kể căng thẳng trong cuộc xung đột của Moscow với nước láng giềng, khiến Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cảnh báo sự hiện diện của quân đội Triều Tiên sẽ tạo ra một tình huống rất rất nghiêm trọng. Ông đồng thời nhấn mạnh những kế hoạch cần thiết để theo dõi chặt chẽ các động thái của Triều Tiên tại khu vực này. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố, chúng tôi có bằng chứng cho thấy quân đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang có mặt tại Nga. Trong một cuộc họp báo ngay sau đó, người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby cũng tái khẳng định, Hoa Kỳ tin rằng hiện có ít nhất 3.000 quân nhân Triều Tiên đang được huấn luyện tại ba căn cứ quân sự ở miền đông nước Nga. Ông Kirby cho biết, Washington đã xác định những quân nhân Triều Tiên đã được vận chuyển bằng tàu từ khu vực Wonsan của Triều Tiên đến thành phố Vladivostok, miền đông nước Nga vào đầu đến giữa tháng 10. Sau đó, họ được chuyển đến ba địa điểm huấn luyện quân sự ở miền đông nước Nga. Quan chức Nhà Trắng tuyên bố, nếu họ được triển khai để chiến đấu cùng Nga và đối phó với Ukraine, họ sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp. Quân đội Ukraine có quyền tự vệ chống lại quân đội Triều Tiên, giống như cách họ đang bảo vệ đất nước trước lực lượng Nga.
Trước đó, giới chức Hàn Quốc đã tung loạt bằng chứng chứng minh Bình Nhưỡng cam kết cung cấp hàng nghìn quân cho Nga và kế hoạch triển khai dự kiến sẽ hoàn tất vào tháng 12 tới. Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc NIST thậm chí cảnh báo lực lượng này sẽ bao gồm khoảng 12.000 binh sĩ tinh nhuệ được huấn luyện với năng lực tác chiến đặc biệt, hứa hẹn tác động đến cục diện xung đột hiện nay. Theo cơ quan tình báo Hàn Quốc, Triều Tiên đã liên tục tăng cường năng lực tác chiến đặc biệt trong thời gian vừa qua, bao gồm các đơn vị chuyên biệt được thiết kế để nhắm mục tiêu vào những cá nhân có giá trị cao ở Hàn Quốc. Lực lượng đặc nhiệm của Triều Tiên với số lượng khoảng 200.000 người, gấp 4 lần quy mô lực lượng tác chiến đặc biệt 50.000 người của Hoa Kỳ. Những đội quân tinh nhuệ này thường được bố trí ở các vị trí tiền phương, sẵn sàng huy động trong trường hợp xảy ra xung đột. Theo sách trắng quốc phòng năm 2018, Triều Tiên lần đầu tiên công nhận sự hiện diện của lực lượng đặc nhiệm, nhấn mạnh sự chuyển hướng sang chiến tranh phi truyền thống. Các báo cáo trước đó từ tháng 11 năm 2016 cũng đã cho thấy, Chủ tịch Kim Jong-un đã giám sát tiểu đoàn tác chiến đặc biệt của đơn vị quân đội 525, thường được gọi là đơn vị ám sát. Năng lực của lực lượng này cũng được thảo luận trong cuộc họp kín vào ngày 8 tháng 2 năm 2011 với sự tham dự của Ủy ban Quốc phòng Hàn Quốc và cựu chỉ huy lực lượng Hoa Kỳ tại Hàn Quốc Watershap. Ông Walter Sapp xác nhận lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên bao gồm khoảng 200.000 quân, trong đó có 60.000 quân được chỉ định cho các hoạt động đặc biệt cấp cao, chẳng hạn như là những người chịu trách nhiệm đánh chìm tàu Cheonan. 140.000 quân còn lại được phân loại là bộ binh hạng nhẹ, nổi tiếng với khả năng xâm nhập nhanh chóng bằng thiết bị hạng nhẹ ở các khu vực miền núi và thành thị. Cốt lõi của năng lực hoạt động đặc biệt của Triều Tiên là quân đoàn bão táp Storm Corporation. Nhiệm vụ chính của Storm Corporation đó chính là xâm nhập và phá hoại các khu vực hậu phương cùng với những cơ sở quan trọng trong thời chiến. Có suy đoán cho rằng quân đội Triều Tiên được gửi đến Nga có thể được giao nhiệm vụ xâm nhập hậu phương, có khả năng tham gia vào các hoạt động giành lại lãnh thổ ở tỉnh Kursk. Theo ước tính của giới chức quân sự Hoa Kỳ và Hàn Quốc, ngoài quân đoàn bão táp còn có khoảng 60.000 lính đặc nhiệm của Triều Tiên thuộc đơn vị truy quét đang tham gia các hoạt động một cách tích cực. Theo trang tin View Earth Global, đơn vị truy quét sở hữu tên gọi này vì khả năng tấn công và quét sạch lực lượng đối phương một cách nhanh chóng. Tình báo Hàn Quốc cho biết đang theo dõi chặt chẽ hoạt động và di chuyển của các đơn vị tinh nhuệ này. Chưa dừng lại ở đó, báo cáo gần đây từ Newsweek cũng đã tiết lộ Triều Tiên đang gửi phi công đến Nga để hỗ trợ trong cuộc chiến Ukraine. Tuy nhiên, những phi công này được cho là thiếu kinh nghiệm và không đủ kỹ năng điều khiển máy bay chiến đấu hiện đại. Một quan chức Hàn Quốc còn khẳng định những binh sĩ này đã được điều đến Vladivostok trước khi lực lượng bộ binh được triển khai vào ngày 8 tháng 10. Đài TV Seochan cũng đã nghi ngờ đây có thể là một phần của chương trình huấn luyện, nhưng cũng không loại trừ khả năng Moscow đã nhờ Bình Nhưỡng cung cấp phi công để lấp đầy khoảng trống trong đội ngũ phi công của mình. Theo một báo cáo từ Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ năm 2021, Triều Tiên sở hữu hơn 900 máy bay chiến đấu. Nhiều máy bay trong số này được mua từ Liên Xô, bao gồm máy bay cường kích Su-25 và máy bay chiến đấu MiG-29. Máy bay Su-25 đã được sử dụng rộng rãi trong các trận không kích tại Ukraine. Tuy nhiên, báo cáo của Tình báo Mỹ cũng chỉ ra rằng các phi công của Triều Tiên chỉ có thể bay từ 15 tới 25 giờ mỗi năm do thiếu nhiên liệu và các máy bay cũng đã cũ. Do đó, họ có thể thiếu kỹ năng và khó có thể duy trì khả năng chiến đấu. Tuy Triều Tiên vẫn một mực phủ nhận việc điều quân ra tiền tuyến Ukraine, nhưng một đoạn video gây chú ý vừa được Kiev công bố đã hé lộ một sự thật gây sốc. Hình ảnh cho thấy các binh lính Triều Tiên đang nhận quân phục Nga tại một căn cứ quân sự ở vùng viễn Đông Nga. Theo nguồn tin Ukraine, đây chính là bằng chứng mới nhất khẳng định Triều Tiên chính thức tham chiến tại Đông Âu. Trong đoạn video được Trung tâm An ninh Thông tin và Truyền thông Chiến lược của Ukraine xác minh, những người lính xếp hàng để nhận túi sách, quần áo và các loại trang phục khác từ quân nhân Nga. Các chuyên gia cho rằng, đoạn phim do Ukraine công bố cho thấy những người lính nói bằng phương ngữ Triều Tiên và có khả năng được ghi lại ở vùng biển Đông Nga. Theo tờ Independent, đoạn video này dường như đã củng cố những lo ngại đã tồn tại từ lâu của Kiev về việc Triều Tiên sẵn sàng tham gia một cách trực tiếp hơn, sát cánh cùng với Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Đáng nói, một lính đánh thuê người Trung Quốc đã tiết lộ thông tin gây sốc về số phận của các quân nhân Triều Tiên, những người được cho là đã thiệt mạng ngay trong những trận chiến đầu tiên. Trong cuộc trò chuyện giữa hai lính đánh thuê Điền Vũ Chương và Lý Đại Phúc, Điền Vũ Chương đã xác nhận rằng quân đội Triều Tiên đang phải gánh chịu những tổn thất nặng nề. Chỉ trong vòng một ngày đã có tới 8 sĩ quan cấp cao thiệt mạng. Được biết, đoạn video này xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc xác nhận quân đội Triều Tiên đã được huấn luyện tại Nga trước khi được cử đi chiến đấu.
Patrick Cronin, Chủ tịch vấn đề an ninh châu Á, Thái Bình Dương tại Viện Nghiên cứu Hudson, cho rằng bằng cách điều quân tham gia cuộc xung đột, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hy vọng sẽ lấy lòng người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Ngoài ra, ông Kim còn muốn thể hiện hình ảnh mạnh mẽ hơn trên trường quốc tế. Chuyên gia Cronin nhận xét, lãnh đạo Kim Jong-un tìm kiếm công nghệ quốc phòng tiên tiến hơn và muốn Tổng thống Putin phải bảo vệ Triều Tiên trước những mối đe dọa khác. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng muốn đưa ra một số binh sĩ đi chiến đấu để đất nước này có thể tự hào là quốc gia sở hữu đội quân tinh nhuệ duy nhất trên bán đảo. Tuy nhiên, những vấn đề vừa rồi vẫn chưa phải là nguyên nhân gốc rễ khiến Bình Nhưỡng có bước đi táo bạo như vậy. Trong buổi họp báo với tờ Kiev Independent, Tổng thống Zelensky đã đưa ra quan điểm về lý do khiến Triều Tiên chuyển từ việc cung cấp vũ khí sang việc hỗ trợ lực lượng bộ binh cho Moscow trong thời gian gần đây. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, động cơ thực sự của Bình Nhưỡng là vì tiền. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng Triều Tiên đang hỗ trợ cuộc chiến của Nga ở Ukraine vì lợi ích tài chính. Ông nói, tôi nghĩ Triều Tiên là một quốc gia rất nghèo, vì vậy họ quyết định gửi người ra tiền tuyến. Ông Zelensky bày tỏ niềm tin, cho rằng quân đội Triều Tiên sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong hoạt động khi chiến đấu cho Nga. Ông nhấn mạnh, chúng tôi đã triển khai các sĩ quan và nhân viên kỹ thuật tại những vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng của Ukraine. Tôi nghĩ họ cử sĩ quan đến trước để nắm bắt tình hình thực tế, sau đó mới điều động các đơn vị chiến đấu. Nhưng vấn đề là làm thế nào để quản lý và chỉ huy họ. Tôi đang nói đến rào cản ngôn ngữ. Đây chính là những khó khăn lớn mà lực lượng Bình Nhưỡng sẽ gặp phải trên chiến trường Ukraine. Vì những thách thức nghiệt ngã này, gần đây đã có cảnh báo rằng binh sĩ Triều Tiên có thể phải đối mặt với tỷ lệ thương vong khủng khiếp nếu tham gia vào cuộc chiến ở Đông Âu. Trong cuộc phỏng vấn với SBS, Andriy Jahodorniak, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã nhấn mạnh rằng toàn bộ sức mạnh quân sự của Nga đang tập trung tại Donbass, nơi cuộc chiến khốc liệt giữa các bên đang diễn ra. Nếu Triều Tiên quyết định tham chiến, các quân nhân nước này sẽ phải đối mặt với một thử thách đầy cam go và nguy hiểm. Chiến thuật hiện tại của Nga gợi nhớ đến Thế chiến thứ nhất khi một lượng lớn quân tấn công được triển khai để chiếm giữ các vị trí cụ thể, bất kể tỷ lệ thương vong cao. Do đó, cựu Bộ trưởng Jahodorniak dự đoán binh sĩ Triều Tiên có thể sẽ được triển khai đến khu vực Donbass, nơi quân Nga đang thực hiện cuộc chiến tổng lực. Với chiều hướng này, ông cảnh báo quân đội Triều Tiên có thể sẽ đóng vai trò, đột phá và chiếm giữ các vị trí của Ukraine, với tỷ lệ thương vong có khả năng lên tới 90%. Trong khi đó, Kim Soo-kyung, Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cũng dự đoán quân đội Triều Tiên sẽ được triển khai ra tiền tuyến, nhưng có thể được điều động đến tỉnh Kursk. Thứ trưởng Kim Soo-kyung cho rằng tỉnh Kursk mới là nơi Nga đang cần xoay chuyển tình thế để giành lại lãnh thổ, không giống như tình trạng trì trệ ở tỉnh Donetsk. Dẫu vậy, quân đội Triều Tiên nổi tiếng với kỷ luật nghiêm ngặt và những hình phạt khắc nghiệt cho những ai không hoàn thành nhiệm vụ. Các chuyên gia nhận định rằng những đặc điểm này sẽ góp phần quan trọng vào khả năng duy trì sự sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Bình Nhưỡng tại Nga. Vậy quân nhân Bình Nhưỡng sẽ nhận được lương thưởng như thế nào khi tham chiến? Các báo cáo cũng đã chỉ ra rằng những người lính Triều Tiên triển khai tại Nga sẽ được nhận mức lương hàng tháng là khoảng 2.000 đô la Mỹ. Theo nguồn tin CNN và hãng thông tấn Deutsche Welle của Đức, những người lính nước ngoài được Nga thuê có mức lương dao động từ 2.000 tới 3.000 đô la. Trong khi đó, những người lính Nga cũng kiếm được số tiền tương tự, 200.000 rúp, tương đương 2.070 đô la mỗi tháng. Mặc dù các điều kiện cụ thể mà Triều Tiên và Nga ký hợp đồng triển khai vẫn chưa rõ ràng, nhưng cách đối xử với những người lính Triều Tiên được triển khai có thể xem xét qua cách Nga đối xử với những tân binh nước ngoài trong quá khứ. Thông thường, những người lính nước ngoài nhận được ít tiền thưởng hơn so với công dân Nga khi họ mới nhập ngũ. Một người lính từ Sri Lanka được cho đã nhận được khoản thanh toán một lần 2.000 đô, trong khi những người lính Nga được nhận tới 1,9 triệu rúp, tương đương 20.000 đô la, tạo ra một sự chênh lệch khoảng 10 lần. Những người lính Triều Tiên được cho là cũng đã được trả lương thấp tương tự, chỉ nhận được khoảng 2.000 đô la mỗi tháng cùng với tiền thưởng tối thiểu. Theo kinh nghiệm của những người lao động Triều Tiên ở nước ngoài, phần lớn thu nhập của họ có khả năng được chuyển trở lại cho chính phủ. Qua lời khai của những người đào tẩu được đưa vào báo cáo nhân quyền Triều Tiên năm 2024, những người lao động này thường bị buộc phải giao nộp hơn 70% thu nhập của họ, mặc dù phải chịu đựng những điều kiện khắc nghiệt. Trong trường hợp thương vong, không chắc chắn liệu những người lính Triều Tiên có nhận được khoản bồi thường giống như là những người lính Nga hay không. Cơ quan truyền thông quân sự War on the Rocks đã đưa tin rằng khi những người lính Nepal tử trận trong chiến đấu, chính quyền Nga đã thông báo cho gia đình của họ qua điện thoại mà không cung cấp tiền bồi thường. Thực tế, tránh trả tiền bồi thường này là một lý do quan trọng khiến Nga ngày càng sử dụng nhiều lính nước ngoài. Hiện tại, hầu hết những người lính nước ngoài được Nga tuyển dụng đều đến từ các quốc gia có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Petro Yashchenko, người giám sát tù nhân chiến tranh Ukraine, lưu ý rằng hiện có khoảng 10 lính đánh thuê nước ngoài từ các quốc gia như là Sierra Leone,
Somalia, Sri Lanka, Nepal và Cuba đang bị giam giữ như tù binh chiến tranh ở Ukraine. Theo cập nhật mới nhất, khoảng 2.000 binh lính Triều Tiên đã được điều động đến miền Tây nước Nga, sát biên giới Ukraine sau khi hoàn thành khóa huấn luyện. Thông tin này do một nguồn tin quân sự Ukraine cung cấp cho hãng tin Kyodo News, đánh dấu lần đầu tiên việc điều động quân đội Bình Nhưỡng được xác nhận. Tuy nhiên, nhiều người cũng đã cho rằng đây chỉ là một khoảnh khắc chói sáng rồi lụi tàn. Hàn Quốc, quốc gia mà Triều Tiên coi là thù địch, nhận định rằng lính Triều Tiên đang bị biến thành bia đỡ đạn và cho rằng Chủ tịch Kim Jong-un đã phản bội quân đội của chính mình. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Jong-un hôm 24 tháng 10 đã gọi việc quân Triều Tiên được gửi sang Nga là lính đánh thuê và phải chịu làm cảnh bia đỡ đạn, đồng thời cáo buộc lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bán đứng quân đội của mình cho một cuộc chiến phi lý. Bộ trưởng nói, khi binh lính được điều động ra nước ngoài, họ thường giữ nguyên chuỗi chỉ huy của quốc gia mình và tự hào khi tham gia các hoạt động quân sự với quân phục, phù hiệu và cờ của đất nước. Trái lại, Triều Tiên đang ngụy trang dưới quân phục Nga và hoạt động dưới sự chỉ huy của quân đội Nga mà không có bất kỳ quyền chỉ huy tác chiến nào. Họ chỉ được coi là lính đánh thuê và trở thành bia đỡ đạn. Kim Jong-un đã bán quân đội của nhân dân mình cho một cuộc chiến phi pháp. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cho biết rất khó có thể xác định vị trí cụ thể của binh lính Triều Tiên tại Nga vì họ đang được phân tán. Ông lưu ý Triều Tiên có thể gửi thêm quân vào năm tới. Trước thực trạng ngày càng rõ ràng về sự tham gia của binh sĩ Triều Tiên tại Đông Âu, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã tuyên bố một bước đi mạnh mẽ. Seoul sẽ tăng cường hợp tác chia sẻ thông tin với NATO. Động thái này không chỉ nhằm đối phó với việc quân đội Bình Nhưỡng đang chiến đấu cùng lực lượng Nga ở Ukraine, mà còn để ngăn chặn khả năng họ tích lũy kinh nghiệm chiến đấu có thể gây ra mối đe dọa lớn hơn cho an ninh khu vực trong tương lai. Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Hàn Quốc Kim Hong-kyun đã triệu tập đại sứ Nga Georgy Zinoviev để yêu cầu quân đội Triều Tiên rút quân ngay lập tức và chấm dứt sự hợp tác quân sự bất hợp pháp giữa Moscow và Bình Nhưỡng. Theo các báo cáo từ truyền thông Hàn Quốc, Bình Nhưỡng đã cử các binh sĩ từ một đơn vị lực lượng đặc biệt có biệt danh là Quân đoàn Bảo Táp, bao gồm lữ đoàn chuyên trách cho nhiều loại hoạt động khác nhau, chẳng hạn như bộ binh hạng nhẹ và lính bắn tỉa. Các phi công điều khiển máy bay phản lực chiến đấu của Bắc Triều Tiên cũng từng tham gia vào chiến tranh Việt Nam và chiến tranh Yom Kippur năm 1973 giữa Israel, Ai Cập và Syria. Tuy nhiên, cuộc chiến ở Ukraine đánh dấu lần đầu tiên Triều Tiên triển khai quân đội ra nước ngoài cho một hoạt động tác chiến quy mô lớn. Điều đáng chú ý là những người lính Bình Nhưỡng không có kinh nghiệm chiến đấu thực tế kể từ chiến tranh Triều Tiên, và Bình Nhưỡng được cho là đang mong muốn thay đổi tình trạng này thông qua quyết định tham chiến tại Ukraine. Song song với đó, các nguồn tin từ Hàn Quốc và phương Tây đã cáo buộc rằng Bình Nhưỡng đang gửi nhiều loại vũ khí mới ra tiền tuyến Đông Âu, trong đó có tên lửa đạn đạo tầm ngắn được Hoa Kỳ và Hàn Quốc gọi là KN-23. Qua hành động này, Triều Tiên được cho là đang thu thập dữ liệu từ việc triển khai các loại khí tài mới trong thực tế chiến đấu nhằm nâng cao độ chính xác của những vũ khí trước đó từng bị chỉ trích là kém hiệu quả. Theo phân tích sử dụng trí tuệ nhân tạo của Cơ quan Tình báo Trung ương Hàn Quốc NIST, người xuất hiện trong bức ảnh chụp bài phóng tên lửa KN-23 ở Donetsk có khả năng là một kỹ sư, người đã tháp tùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến thăm một nhà máy sản xuất đạn dược. Hàn Quốc đang lo ngại Bình Nhưỡng có thể nhận được công nghệ nhạy cảm từ Nga như một phần của liên minh máu giữa hai nước giúp Triều Tiên cải thiện vũ khí hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Chưa dừng lại ở đó, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cũng đã đưa ra một thông điệp mạnh mẽ, tuyên bố chính sách gửi vũ khí sát thương đến Ukraine có thể được điều chỉnh, tùy thuộc vào diễn biến tình hình. Ông cũng nhấn mạnh rằng quyết định này sẽ được xem xét kỹ lưỡng sau cuộc hội đàm với Tổng thống Ba Lan tại Seoul. Cũng có thông tin cho rằng Hàn Quốc đang cân nhắc cung cấp cho Ukraine một lô đạn pháo 155mm trong vài tuần tới. Theo các nguồn tin, số lượng đạn có thể lên tới 500.000 quả, có khả năng hỗ trợ đáng kể cho lực lượng Ukraine trong bối cảnh xung đột với Nga vẫn đang tiếp diễn. Táo bạo hơn, Seoul cũng có thể tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột. Hàn Quốc đã nêu khả năng điều quân sang tận chiến trường Ukraine không chỉ để giám sát hoạt động của lính Triều Tiên mà còn để cung cấp vũ khí tối tân cho Kiev trong cuộc chiến chống lại Nga. Dẫu vậy, Moscow tự tin tuyên bố rằng bất kỳ nỗ lực nào từ phía Hàn Quốc sẽ không thể đảo ngược cục diện, cuộc chiến. Thậm chí, bất kỳ động thái nào cũng có thể là dấu chấm hết cho quan hệ Nga-Hàn Quốc. Theo TASS, Đại sứ Nga tại Seoul Georgy Zinoviev cũng đã khẳng định việc Seoul cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine sẽ không thay đổi kết quả cuộc xung đột, nhưng sẽ thay đổi bản chất quan hệ giữa Nga và Hàn Quốc, cũng như phá hủy triển vọng khôi phục quan hệ song phương. Cho đến nay, Hàn Quốc đã viện trợ tài chính và nhân đạo cho Ukraine, nhưng chưa cung cấp vũ khí sát thương. Theo ông Zinoviev,
Ukraine đang thúc đẩy chiến dịch kêu gọi hỗ trợ dựa trên các báo cáo nói trên. Điều này xuất phát từ tình thế tuyệt vọng của họ với mục đích thúc đẩy các đối tác phương Tây tăng cường hỗ trợ. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 10 tháng 10 nói thông tin về lính Triều Tiên chuyển đến Nga chỉ là chiêu trò truyền thông. Thế nhưng, Nga và Triều Tiên không hoàn toàn nắm quyền điều khiển cuộc chơi và Ukraine rõ ràng cũng không đơn độc trong cuộc chiến cam go này. Theo tờ The Bild của Đức, Tổng thống Vladimir Putin đang đứng trước một thách thức khổng lồ từ một đối thủ mới, đó chính là Hàn Quốc, quốc gia đang trở thành một lực lượng đáng gờm. Hơn nữa, việc Bình Nhưỡng lấn sân vào xung đột Ukraine có thể là một sai lầm chết người đối với Điện Kremlin. Vì sao lại như vậy? Mời quý vị sẽ cùng tiếp tục theo dõi. 3 triệu quân dự bị trở thành một trong những lực lượng quân đội lớn nhất thế giới. Ngoài ra, Hàn Quốc đang tích cực phát triển ngành công nghiệp quốc phòng với mục tiêu trở thành nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ tư trên thế giới vào năm 2027 sau Mỹ, Nga và Pháp. Theo tờ The Bill, nhiều chuyên gia cho rằng việc Hàn Quốc cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ là một đòn giáng nặng nề đối với Nga. Tuy nhiên, cũng không thể ngó lơ trục quân sự đang dần hình thành giữa Nga và Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp cảnh báo rằng động thái từ Bình Nhưỡng đang gây ra mối đe dọa an ninh nghiêm trọng không chỉ cho Hàn Quốc mà còn cho cộng đồng quốc tế. Theo Asia Times, liên minh quân sự Nga-Triều Tiên đang được thiết lập. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng sự hợp tác này có thể nhanh chóng sụp đổ nếu như kho vũ khí của Triều Tiên cạn kiệt. Trước khi quyết định gửi lực lượng vũ trang hỗ trợ Nga, Bình Nhưỡng đã vận chuyển một lượng lớn vũ khí và đạn dược. Những điều này xuất phát từ Liên minh An ninh được củng cố trong chuyến thăm Triều Tiên của Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 6 năm ngoái. Theo Asia Times, dù thông tin về những gì Moscow đồng ý cung cấp cho Triều Tiên vẫn chưa rõ ràng, có lý do để tin rằng Nga đã từ bỏ các cam kết lâu dài về không phổ biến và tránh sử dụng vũ khí hạt nhân. Điều này càng khiến cộng đồng quốc tế lo ngại hơn khi căng thẳng dọc theo biên giới liên triều cũng gia tăng. Bình Nhưỡng đã chính thức từ bỏ mục tiêu thống nhất hòa bình. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã gọi Hàn Quốc là quốc gia thù địch. Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã thảo luận với Tổng thống Hàn Quốc về khả năng Triều Tiên gửi quân đến Ukraine. Ông nhấn mạnh, việc Triều Tiên đưa quân tham chiến cùng Nga ở Ukraine đánh dấu sự leo thang nghiêm trọng. Triều Tiên trước đây đã nhiều lần gửi cố vấn quân sự, thậm chí là chiến binh đến nhiều cuộc xung đột trên thế giới như tham gia chiến đấu ở Ai Cập chống Israel và gần đây là sát cánh với chế độ Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến Syria. Mặc dù có nhiều nghi ngờ về khả năng Triều Tiên triển khai lực lượng quân sự lớn tại chiến trường Đông Âu, nhưng không thể phủ nhận rằng nguồn cung đạn dược từ Bình Nhưỡng đã đóng góp một vai trò thiết yếu trong nỗ lực của Moscow. Theo ước tính từ phương Tây, Triều Tiên đã cung cấp khoảng 1 triệu quả đạn pháo và tên lửa đạn đạo tầm ngắn cho Nga, tương đương với 25% tổng số đạn dược mà quân đội Nga đã sử dụng, dù cả Bình Nhưỡng lẫn Moscow đều phủ nhận thông tin này. Vậy đây thực sự là một liên minh chiến lược hay chỉ đơn thuần là một cuộc hôn nhân ngắn hạn nơi mỗi bên chỉ chăm chăm vào quyền lợi của riêng mình? Mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích sâu sắc từ các chuyên gia. Một số nhà phân tích cho rằng kho dự trữ của Triều Tiên có thể sớm cạn kiệt và điều này sẽ giới hạn tầm ảnh hưởng của trục quân sự Nga-Triều. Bruce Bennett, nhà phân tích của tập đoàn Rand, lập luận rằng đây không phải là một liên minh vững chắc mà chỉ là một cuộc hôn nhân thuận tiện. Liên minh này có thể tan rã khi nguồn cung cấp đạn dược của Triều Tiên cạn kiệt. Ông cũng chỉ ra rằng Trung Quốc không mấy hài lòng với mối quan hệ này, đặc biệt là khi Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tìm cách tái diễn các trò chơi chiến tranh lạnh như cách mà ông Kim Nhật Thành, nhà sáng lập Triều Tiên, đã từng làm khi nỗ lực cân bằng quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh. Tuy nhiên, theo Asia Times, bất chấp mọi diễn biến, Nga đang phát đi tín hiệu về một cam kết vững chắc với trục quân sự này ở mức chưa từng thấy kể từ sau chiến tranh Triều Tiên. Trong chuyến thăm hồi tháng 6 của Tổng thống Nga Vladimir Putin, hai nước đã ký Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện, bao gồm một điều khoản phòng thủ chung. Ông Putin đã trình hiệp ước này lên Hạ viện Nga để phê chuẩn vào ngày 14 tháng 10. Khi được hỏi liệu Nga có can dự vào cuộc xung đột trên bán đảo Triều Tiên hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định hai quốc gia sẽ tham gia vào hợp tác chiến lược sâu rộng trên mọi lĩnh vực, bao gồm cả an ninh. Trung Quốc cũng đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi phải chọn giữa việc ủng hộ Nga và phản đối những động thái mạo hiểm của Triều Tiên. Câu hỏi đặt ra là liệu Bắc Kinh có thực sự biết trước kế hoạch bất ngờ này hay không? Mỹ đang thúc ép Trung Quốc dừng mọi hỗ trợ cho Nga, từ công nghệ cho đến nguồn cung dầu mỏ để giảm bớt căng thẳng. Trong khi đó, đầu tháng 10 vừa qua, Trung Quốc và Triều Tiên đã kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao với những tuyên bố gắn bó như môi với răng. Thế nhưng quyết định gây sốc của Triều Tiên trong việc điều động hàng nghìn quân sang Nga để chiến đấu chống Ukraine, như Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin công bố, đang đặt mối quan hệ này vào một bài kiểm tra chưa từng có.
Triều Tiên vẫn một mực bác bỏ những cáo buộc liên quan đến việc gửi quân hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine. Trong một phản ứng đầy sắc bén, bà Kim Yo-jong, quan chức cấp cao của Bình Nhưỡng và cũng là em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đã mạnh mẽ chỉ trích những hành động liều lĩnh của Ukraine và Hàn Quốc. Bà không ngần ngại cảnh báo rằng bất kỳ một động thái quân sự nào nhằm vào Bình Nhưỡng đều có thể dẫn đến một tình huống thảm khốc. Bà Kim Jong-un, một quan chức cấp cao và cũng là em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố, hành động này sẽ là điều không thể tưởng tượng nổi đối với những chính trị gia và chuyên nhân quân sự có tư duy bình thường, dù ở quốc gia lớn hay nhỏ nào trên thế giới. Bà Kim Jong-un đã mạnh mẽ chỉ trích các quan chức Ukraine và Hàn Quốc, thẳng thừng gọi họ là những kẻ điên. Bà nhấn mạnh Seoul và Kiev đang thực sự cạnh tranh trong việc đưa ra những phát biểu liều lĩnh nhằm chống lại các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân mà hoàn toàn ngẫu nhiên và không có khả năng thực hiện. Bà còn châm biếm dường như đây là đặc điểm chung của những chú chó dữ được Hoa Kỳ nuôi dưỡng. Và cũng không hề nao núng, Tổng cục Trinh sát RGB, một trong bốn cơ quan tình báo quan trọng nhất của quân đội Triều Tiên, được cho là đã đề xuất với nhà lãnh đạo Kim Jong-un về việc mở rộng các đường hầm ngầm bên dưới trụ sở tổ chức. Động thái này được lý giải là nhằm đáp ứng những yêu cầu của cuộc chiến hiện đại. Hành động này không chỉ cho thấy ý định của Triều Tiên trong việc củng cố khả năng chiến đấu, mà còn phản ánh sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho những thách thức trong bối cảnh an ninh khu vực đầy biến động. Theo đó, một nguồn tin tại Bình Nhưỡng gần đây tiết lộ Tổng cục Trinh sát RGB đánh giá các đường hầm hiện tại bên dưới trụ sở khu phố Sopo 3 ở quận Hyeongjaesan là không phù hợp với yêu cầu của cuộc chiến hiện đại. Vì vậy, cơ quan này đã gửi một đề xuất bằng văn bản lên nhà lãnh đạo Kim Jong-un để xin phê duyệt việc mở rộng các đường hầm vào đầu tháng này. RGB coi việc mở rộng các đường hầm là một nhiệm vụ cấp bách nhằm hoàn thiện công tác chuẩn bị chiến đấu và củng cố quốc phòng. Cơ quan này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sẵn sàng cho cuộc chiến hiện đại bằng cách nâng cao năng lực của tình báo và thiết lập một cơ sở chỉ huy kiểm soát an toàn, giúp tránh khỏi các cuộc không kích hoặc tấn công chính xác từ phía đối phương. Theo đề xuất, việc mở rộng các đường hầm sẽ tạo ra một không gian an toàn để chỉ huy các hoạt động lưu trữ thiết bị tiên tiến và tài sản chiến lược, đồng thời đảm bảo khả năng triển khai nhanh chóng trong các cuộc xung đột. RGB cũng chỉ ra nhu cầu về các kho dự trữ tiếp tế bổ sung và các tuyến đường thoát hiểm khẩn cấp để nâng cao khả năng ứng phó trong tình huống khẩn cấp. Theo nguồn tin, Tổng cục Trinh sát RGB đang khẩn trương thúc giục nhà lãnh đạo Kim Jong-un phê duyệt đề xuất mở rộng các đường hầm, nhấn mạnh rằng đây là một nhiệm vụ cấp bách không thể trì hoãn. Họ khẳng định rằng việc mở rộng hệ thống hầm ngầm sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu tổng thể và củng cố sức mạnh quân sự của đất nước. Theo Daily NK, các quan chức của cơ quan tình báo đang mong đợi được đảm nhận vai trò quan trọng hơn trong việc thu thập thông tin và thực hiện các phản ứng chiến thuật đối với kẻ thù, trong trường hợp lãnh đạo Kim Jong-un chấp thuận đề xuất này. Chưa dừng lại ở đó, Triều Tiên tiếp tục khuấy động tình hình bằng cách thả bóng bay chứa tờ rơi tuyên truyền và xây dựng những cấu trúc bí ẩn dọc theo biên giới với Hàn Quốc. Theo thông tin từ văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, một quả bóng bay từ Triều Tiên đã hạ cánh ngay trong khuôn viên dinh thự Tổng thống ở Seoul. Sự việc diễn ra giữa lúc Triều Tiên đang gia tăng chiến dịch chống Hàn Quốc, thường xuyên thả bóng bay qua biên giới. Đặc biệt, một quả bóng bay đã phát nổ trên không làm văng những mảnh vụn xung quanh khu vực chính phủ ở Yongsan, nhưng không gây ra nguy hiểm an ninh. Cùng lúc đó, quân đội Hàn Quốc cũng đã phát hiện rằng quân đội Triều Tiên đang săn bằng mặt đất trên hai con đường bị cắt đứt và có thể lắp đặt các rào cản bê tông ở biên giới. Việc này diễn ra sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố cắt đứt các tuyến đường bộ và đường sắt liên kết với miền Nam, thể hiện quyết tâm gia tăng biện pháp phòng thủ. Tờ báo Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đang xóa bỏ dấu vết của sự thống nhất sau khi lãnh đạo Kim Jong-un vào cuối năm ngoái xác định hai miền là hai nhà nước thù địch và nói rằng không có lý do gì để tìm kiếm hòa giải và thống nhất với Hàn Quốc. Đặc biệt hơn, những thường dân vô tội vẫn là những nạn nhân trực tiếp phải gánh chịu những tác động tiêu cực trong cuộc chiến không hồi kết này. Theo báo cáo từ tờ Yong An Ilbo, cư dân thị trấn biên giới Paju, Hàn Quốc, nằm sát khu phi quân sự DMZ, đang trải qua những ngày tháng khổ sở do các chương trình phát thanh ồn ào và những hành động khiêu khích từ Triều Tiên. Những âm thanh ầm ĩ này đã khiến cho cuộc sống hàng ngày của họ trở nên căng thẳng và vô cùng bất an. Tình hình đã trở nên tồi tệ hơn với những diễn biến gần đây khi những người đào tẩu rải truyền đơn qua biên giới khiến Triều Tiên thả bóng bay và mở loa phóng thanh đáp trả quân đội Hàn Quốc. Các cư dân cho biết chương trình phát thanh của Triều Tiên khiến mọi người mất ngủ và sức khỏe tinh thần suy giảm. Một người dân cho biết tiếng ồn thật không thể nào chịu đựng được. Mọi người ở đây ít nhất một đêm để hiểu được mức độ đau đớn và đau khổ từ âm thanh này là như thế nào.
Một người dân khác cũng đã sống ở DMZ hơn 50 năm cho biết năm nay là khoảng thời gian khó khăn nhất, ngay cả thuốc ngủ và thuốc an thần cũng không có tác dụng gì, vì sử dụng nút bịch cũng khiến tai tôi bị nhiễm trùng. Nhiều người đã kêu gọi dừng ngay việc thả tờ rơi do các nhóm đào tẩu phát động vì hành vi này được xem là nguồn gốc kích động phản ứng của Triều Tiên. Vào ngày 18 tháng 10, thị trưởng Paju Kim Kyung-in cũng đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với sự tham gia của hơn 30 cư dân từ 3 ngôi làng trong khu phi quân sự để tìm phương án giải quyết vấn đề. Người dân khẳng định rằng chương trình trên loa phóng thanh của Triều Tiên phát ra tiếng ồn trong hơn 20 ngày khiến cho cuộc sống hàng ngày của người dân rất bất tiện. Lee Kwang-bae, trưởng làng thống nhất, đặt câu hỏi: "Chính phủ đang nói về quyền tự do ngôn luận cho những người đào tẩu, nhưng còn quyền của cư dân trong tuyến kiểm soát dân sự thì sao? Triều Tiên luôn đe dọa sẽ tấn công vào nguồn phát tờ rơi. Đến một ngày nào đó, có thể xảy ra chiến tranh hay không?" Trước câu hỏi của nhiều người dân, thị trưởng Kim tuyên bố thành phố đang nghiêm túc giải quyết tình trạng khó khăn. Ông cho biết, "Chúng ta đang ở trong tình thế nghiêm trọng khi sự an toàn và tính mạng của người dân bị đe dọa. Chúng tôi sẽ tích cực hành động để phát hiện và trấn áp các vụ thả tờ rơi tiếp theo." Trong bối cảnh đối đầu gia tăng với Triều Tiên, cơ quan mua sắm vũ khí nhà nước Hàn Quốc trong tuần này đã thông báo nước này dự kiến sẽ phóng vệ tinh trinh sát quân sự thứ ba vào tháng 12 tới. Đây được xem như là một động thái chiến lược mang tính bước ngoặt, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Seoul trong việc tăng cường khả năng giám sát hoạt động của Triều Tiên và bảo đảm an ninh cho bán đảo Đông Bắc Á. Một tín hiệu rõ ràng rằng Hàn Quốc không hề chùn bước trước những mối đe dọa từ phía Bắc và sẵn sàng hành động quyết liệt để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Cụ thể, cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng DARPA tiết lộ vệ tinh trinh sát quân sự sẽ được phóng bằng tên lửa SpaceX vào tuần thứ ba hoặc thứ tư của tháng 12. Seoul cũng đã xác nhận đang phối hợp chặt chẽ với công ty Mỹ để hoàn tất các chi tiết của vụ phóng. Theo Yonhap, vụ phóng này nằm trong kế hoạch của Seoul nhằm mua 5 vệ tinh do thám vào năm 2025 với mục tiêu nâng cao khả năng giám sát Bình Nhưỡng từ không gian. Trước đó, Hàn Quốc chủ yếu phụ thuộc vào hình ảnh vệ tinh do Hoa Kỳ cung cấp để theo dõi tình hình ở Triều Tiên. Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái và tháng 4 năm nay, Hàn Quốc đã phóng 2 vệ tinh do thám đầu tiên bằng tên lửa của SpaceX. Trong đó, vệ tinh đầu tiên được trang bị cảm biến quang điện và hồng ngoại để chụp ảnh chi tiết bề mặt trái đất, trong khi vệ tinh thứ hai có cảm biến radar khẩu độ tổng hợp SAR, có khả năng thu thập dữ liệu bất kể điều kiện thời tiết. Trong kế hoạch phóng sắp tới, ngoài vệ tinh đầu tiên, 4 vệ tinh còn lại được cho cũng sẽ được trang bị cảm biến SAR. Và ngay khi tất cả 5 vệ tinh do thám được phóng và xác định đủ điều kiện hoạt động, quân đội Hàn Quốc dự kiến sẽ có khả năng theo dõi một mục tiêu cụ thể ở Triều Tiên sau mỗi 2 giờ. Trong bối cảnh an ninh quốc tế hiện nay, Hàn Quốc dự định nâng cao khả năng giám sát bằng cách phóng các vệ tinh trinh sát nhỏ với trọng lượng dưới 500 kg và thậm chí những vệ tinh siêu nhỏ có trọng lượng dưới 1.000 kg. Những vệ tinh này sẽ được phóng lên bằng cách tên lửa vũ trụ sử dụng nhiên liệu rắn do chính nước này sản xuất. Dự kiến các vụ phóng vệ tinh nhỏ sẽ được tiến hành từ năm 2026 đến năm 2028, trong khi những vệ tinh siêu nhỏ hơn sẽ được phóng từ năm 2028 đến năm 2030. Quý vị đang cùng theo dõi chương trình Thế giới trong tuần. Và thưa quý vị, theo báo cáo từ trang tin tức NZIF, Israel và Ukraine đang thắt chặt mối quan hệ hợp tác an ninh một cách mạnh mẽ, đặc biệt trong việc chia sẻ thông tin tình báo chiến lược và công nghệ chống drone, nhằm củng cố khả năng phòng thủ trước hai kẻ thù nguy hiểm là Nga và Iran. Vào khoảng đầu tháng này, một phái đoàn gồm các sĩ quan quân đội Israel chuyên về phòng không đã có chuyến thăm đầy ý nghĩa đến Kiev. Dù thông tin chi tiết chưa được công bố, nhưng rõ ràng mục đích chính của chuyến đi là tìm hiểu các chiến thuật mà Ukraine đã áp dụng để đánh bại những máy bay không người lái cảm tử của Nga trên chiến trường. Đối với cả Israel và Ukraine, máy bay không người lái cảm tử đã trở thành mối đe dọa nghiêm trọng. Israel, dù sở hữu hệ thống phòng không đánh chặn tên lửa hiệu quả, vẫn gặp khó khăn trong việc chống lại thiết bị bay không người lái do các nhóm vũ trang như Hezbollah sử dụng. Trong sự cố gần đây, một máy bay không người lái do Iran sản xuất đã thành công lọt qua lưới phòng không của Israel và tấn công vào một căn cứ quân sự, khiến một số binh sĩ thiệt mạng. Trong khi đó, Ukraine cũng đang phải đối mặt với thách thức từ các máy bay không người lái cảm tử của lực lượng Nga như là loại Zhalalanset. Tuy nhiên, Kiev đã chủ động phát triển các công nghệ tác chiến điện tử giá rẻ để ứng phó hiệu quả với vấn đề này. Mối quan hệ hợp tác giữa Israel và Ukraine đang trở nên sâu sắc hơn, đặc biệt trong việc chia sẻ kiến thức và công nghệ nhằm tối ưu hóa chi phí cho các hoạt động chống thiết bị bay không người lái. Israel hiện đang phải sử dụng các tên lửa đắt đỏ để đánh chặn máy bay không người lái giá rẻ từ Hezbollah và Houthi. Đã nhận thấy các giải pháp của Ukraine mang lại tiềm năng lớn, giúp tiết kiệm chi phí. Đồng thời, Kiev cũng đang tích cực phát triển công nghệ quốc phòng của riêng mình, chẳng hạn thông qua các công ty như là JustMass,
do lo ngại Nga có thể chuyển giao công nghệ quân sự cho Iran. Theo các nguồn tin, cơ quan tình báo Israel Mossad đã gia tăng sự hiện diện tại Kiev và có nhiều cuộc họp quan trọng đối với các đối tác Ukraine nhằm củng cố quan hệ hợp tác song phương. Israel cũng đặc biệt chú trọng trong việc thu thập thông tin về các công nghệ mà Nga có thể chuyển giao cho Iran. Điều đó có nguy cơ gây ra những mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia của họ. Việc Israel thay đổi cách tiếp cận trong quan hệ hợp tác với Ukraine diễn ra sau cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, cùng với sự leo thang căng thẳng với các đồng minh của Iran như Hezbollah và Houthi. Những sự kiện này đã buộc Israel phải xem xét lại chính sách an ninh của mình và tái thiết lập quan hệ với Ukraine, vốn cũng đang đối mặt với mối đe dọa từ Iran, quốc gia đang tăng cường và mở rộng hợp tác với Nga. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Trung Đông, Sky News cho biết Nga đang chuẩn bị hỗ trợ Iran nếu Israel tiến hành tấn công. Tuy nhiên, sẽ hành động thận trọng để bảo vệ mối quan hệ với Tel Aviv. Moscow không có kế hoạch cung cấp hỗ trợ quân sự trực tiếp, mà chỉ tập trung vào hỗ trợ kỹ thuật và chia sẻ dữ liệu tình báo để nâng cao khả năng phòng không của Iran. Tuy nhiên, cũng có nguồn tin cho rằng Tehran đang tích cực củng cố năng lực phòng thủ bằng cách mua sắm vũ khí tiên tiến từ Trung Quốc và Nga, bao gồm hệ thống chống máy bay không người lái bằng laser Silent Hunter từ Trung Quốc, cùng với hệ thống phòng không S-400 và máy bay chiến đấu Su-35 từ Nga. Những động thái này có khả năng thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực, gia tăng an ninh cho Iran giữa bối cảnh căng thẳng vẫn tiếp tục leo thang. Hệ thống laser Silent Hunter được thiết kế đặc biệt để đối phó với các mối đe dọa từ máy bay không người lái, một loại vũ khí ngày càng phổ biến trong các cuộc xung đột hiện đại. Việc sử dụng máy bay không người lái cho mục đích trinh sát và tấn công đã trở thành một chiến thuật quan trọng tại Trung Đông nhằm bảo vệ tài sản quốc gia khỏi những nguy cơ này. Iran, một trong những cường quốc hàng đầu trong khu vực, đang tăng cường khả năng phòng thủ của mình. Silent Hunter là một giải pháp công nghệ cao cho phép vô hiệu hóa hiệu quả máy bay không người lái từ khoảng cách xa thông qua việc sử dụng chùm tia laser. Song song với đó, việc Iran mua sắm máy bay chiến đấu Su-35 và hệ thống phòng không S-400 từ Nga đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực hiện đại hóa quân đội. Su-35 với khả năng cơ động xuất sắc và trang bị vũ khí mạnh mẽ trở thành một đối thủ đáng gờm trong không chiến. Trong khi đó, S-400 được coi là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất toàn cầu, có khả năng đánh chặn hiệu quả cả máy bay và tên lửa ở khoảng cách xa và độ cao lớn. Những trang bị này không chỉ tăng cường sức mạnh quân sự của Iran mà còn làm thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực. Song song với đó, tướng Siyavuz Mihendus thuộc quân đội Iran tự tin tuyên bố rằng lực lượng phòng không của nước này đã đạt tới trình độ tối ưu, đủ sức ngăn chặn mọi cuộc xâm nhập từ trên không. Ông khẳng định rằng hệ thống phòng không của Iran đã sẵn sàng ứng phó với mọi đe dọa, biến không phận quốc gia thành một pháo đài kiên cố, bất khả xâm phạm. Theo vị tướng này, quân đội Iran đã nâng cao đáng kể khả năng phòng thủ của mình bằng cách tích hợp công nghệ hiện đại vào hệ thống phòng không. Điều này cho phép Iran tự bảo vệ mình một cách hiệu quả trước các mối đe dọa tiềm tàng từ các quốc gia khác, bao gồm máy bay chiến đấu tiên tiến, máy bay không người lái và các mối đe dọa trên không khác. Ông đồng thời khẳng định, hiện nay không có quốc gia nào có thể xâm phạm không phận của Iran mà không phải đối mặt với phản ứng ngay lập tức và chính xác từ lực lượng phòng không của nước này. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại khu vực, đặc biệt khi Iran đang phải đối mặt với mối quan hệ đầy phức thách thức với nhiều quốc gia, nhất là Israel và Hoa Kỳ. Điều đáng chú ý là trong cuộc họp gần đây, nội các chiến tranh của Israel đã không thảo luận về khả năng tấn công Iran. Điều này cho thấy Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant không được phép tự quyết định thời điểm cho bất kỳ hành động nào. Thậm chí, theo các nguồn tin từ truyền thông, sự chấp thuận cuối cùng có thể chỉ được đưa ra ngay trước khi Israel quyết định hành động. Cách tiếp cận này được cho là tương tự như các quyết định trước đây liên quan đến việc loại bỏ thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah và tấn công các mục tiêu của Houthi ở Yemen. Trong khi đó, tại cuộc họp, các bộ trưởng Israel được cho đã thảo luận về tình hình con tin tại dải Gaza, các chiến lược giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo tại vùng đất này, cũng như các biện pháp trả đũa vụ phóng máy bay không người lái gần đây nhằm vào nơi ở của Thủ tướng Netanyahu tại thành phố ven biển Caesarea. Các bộ trưởng Israel được cho là tin rằng việc thúc đẩy đàm phán trao đổi con tin sẽ dễ dàng hơn sau vụ loại bỏ thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar, mà trong đó Qatar dự kiến sẽ đóng vai trò quan trọng trong các cuộc thảo luận này. Ngoài ra, Israel cũng đang cố gắng tăng số lượng xe tải cứu trợ hướng đến dải Gaza. Hành động này nhằm đáp lại yêu cầu của Hoa Kỳ dọa sẽ áp đặt lệnh cấm vận vũ khí nếu tình hình nhân đạo không được cải thiện trong vòng một tháng.
Trong một diễn biến đáng báo động, thông tin tình báo mới nhất của Hoa Kỳ bị rò rỉ cho thấy Israel có thể đang chuẩn bị tấn công vào một số cơ sở quân sự chiến lược ở Iran. Trong tổng số hơn 46 căn cứ được xác định, 15 căn cứ nằm dọc biên giới phía đông của quốc gia này cho thấy quy mô của các cuộc tấn công tiềm tàng nhằm gây tê liệt những cấu trúc quân sự quan trọng tại Tehran. Danh sách các mục tiêu có thể bao gồm nhiều căn cứ quân sự, sở chỉ huy và khu vực tên lửa. Tất cả đều có thể làm suy yếu nghiêm trọng năng lực quân sự của Iran trong trường hợp bị Israel tấn công. Trong đó, những cơ sở quan trọng như sở chỉ huy, quân khu, căn cứ không quân và các cơ sở tên lửa sẽ là những mục tiêu chính mà Israel hướng tới. Tại Tehran, phi đội VIP, sở chỉ huy hải quân và sở chỉ huy quân đội có thể phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công. Bên cạnh đó, tầm bắn của tên lửa Qorshia và các phi đội trinh sát trang bị máy bay chuyên dụng cũng sẽ là những mục tiêu quan trọng. Tại miền nam Iran, ở Shiraz, Israel có thể nhắm vào các khu vực và kho tên lửa ở Haziabad, cũng như các phi đội vận chuyển và chiến đấu cơ tại các căn cứ không quân. Căn cứ Shahid Ali Arabi ở Jehedan, căn cứ hải quân ở Bandar Abbas và Bandar Anzali, cùng với bãi phóng Sarut ở Khwansa, cũng nằm trong danh sách các mục tiêu tiềm năng. Thêm vào đó, các bãi phóng tên lửa ở Qom và Arak được xem là những mục tiêu tiềm năng. Thông tin tình báo gần đây từ Hoa Kỳ tiết lộ rằng 40 tên lửa đạn đạo phóng từ trên không ALBM đã được chuyển tới căn cứ không quân Ramon và Ramat David, nơi đang đồn trú các máy bay chiến đấu F-16 và F-35 của Israel. Đồng thời, 16 tên lửa Golden Horizon cũng đã được chuyển đến căn cứ không quân Hazerim, nơi các máy bay chiến đấu F-15I của Israel hoạt động. Những dữ liệu này chỉ ra rằng Israel đang ráo riết chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể xảy ra vào Iran và sử dụng các loại vũ khí tiên tiến nhất. Gần đây, không quân Israel đã tiến hành một cuộc tập trận quy mô lớn, mô phỏng các cuộc tấn công vào Iran. Trong các hoạt động này, lực lượng Tel Aviv đã thực hiện sử dụng tên lửa đạn đạo tầm xa và triển khai máy bay không người lái cho các nhiệm vụ bí mật. Những cuộc diễn tập này phản ánh sự nghiêm túc và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Israel cho một cuộc xung đột tiềm tàng với Iran. Trong khi đó, Tehran được cho là đang theo dõi sát sao các hoạt động chuẩn bị này và đã sẵn sàng cho hành động trả đũa nếu bị tấn công. Tình hình căng thẳng trong khu vực tiếp tục leo thang và các nhà quan sát quốc tế vẫn liên tục đưa ra cảnh báo về khả năng xung đột có thể gia tăng trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là vì sao các tài liệu về kế hoạch tấn công của Israel vào Iran lại bị rò rỉ? Một nhân viên Lầu Năm Góc đang bị nghi ngờ liên quan đến vụ việc này, bà Ariana Tabatabi, người gốc Iran, giữ chức vụ trưởng văn phòng cho trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các hoạt động đặc biệt. Với quyền truy cập vào thông tin tình báo quan trọng, bà có thể nắm bắt được những chuyển động của các lực lượng hải quân và đặc nhiệm trên toàn thế giới, bao gồm cả khu vực Trung Đông. Ngoài các nhiệm vụ tại Lầu Năm Góc, bà Tabatabi còn là một sĩ quan tình báo hải quân Mỹ, có quyền truy cập vào dữ liệu nhạy cảm về các hoạt động đặc biệt toàn cầu. Điều này biến bà thành một trong những nhân vật chủ chốt chịu trách nhiệm phối hợp với các hoạt động quân sự ở các khu vực có rủi ro cao, đặc biệt là ở Trung Đông. Theo CNN, các tài liệu mật bắt đầu lưu hành trực tuyến từ ngày 18 tháng 10 sau khi được một tài khoản có tên là Middle East Spectator đăng trên Telegram. Những tài liệu này được đánh dấu là tuyệt mật và có các dấu hiệu cho thấy chỉ có Hoa Kỳ và các quốc gia thuộc Liên minh Ngũ Nhãn, bao gồm Úc, Canada, New Zealand và Vương quốc Anh mới được xem. Nội dung các tài liệu mô tả những hoạt động mà Israel chuẩn bị để tấn công Iran. Một trong những tài liệu được cho là do Cơ quan Tình báo Không gian Hoa Kỳ biên soạn đề cập đến việc Israel di chuyển đạn dược. Một tài liệu khác từ Cơ quan An ninh Hoa Kỳ phát thảo các cuộc tập trận của không quân Israel liên quan đến tên lửa không đối đất cũng được cho là để chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Iran. Một số chuyên gia tin rằng việc rò rỉ này có thể được thực hiện nhằm gây áp lực lên Israel và ngăn chặn sự leo thang xung đột. Vụ rò rỉ này xảy ra vào thời điểm cực kỳ nhạy cảm trong quan hệ giữa Mỹ và Israel nếu quả thực chính quyền Tel Aviv chuẩn bị tấn công Iran để đáp trả loạt tên lửa vào ngày 1 tháng 10. Tài liệu cũng đề cập đến việc Israel có vũ khí hạt nhân, một yếu tố mà quốc gia này luôn từ chối xác nhận công khai. Và một lần nữa, chiến sự đẩy người dân vào cảnh khốn cùng, lưỡi hái tử thần treo lơ lửng trên đầu khi tình hình Trung Đông vẫn trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Theo thông tin từ tờ The Washington Post, số lượng người dân Iran đổ xô đi tích trữ nhiên liệu đang gia tăng chóng mặt. Cảnh tượng xếp hàng dài tại các trạm xăng phản ánh nỗi lo sợ của họ về khả năng Israel có thể thực hiện cuộc không kích vào quốc gia này. Các đồn đoán về các cuộc tấn công tiềm tàng từ Tel Aviv ngày càng dày đặc, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng quốc tế gia tăng, cùng với nhiều báo cáo về cuộc họp nội các quân sự của Israel, nơi có thể quyết định về những hành động quân sự trong tương lai. Theo thông tin từ chuyên trang quân sự Avia Pro, người dân Iran được cho là đã bắt đầu tích trữ nhiên liệu để chuẩn bị cho khả năng gián đoạn nguồn cung nếu tình hình leo thang thành xung đột quân sự toàn diện. Cư dân các thành phố lớn lo ngại rằng nếu không quân Israel tiến hành tấn công, cơ sở hạ tầng quan trọng như là các nhà máy lọc dầu và tuyến đường vận chuyển có thể sẽ bị hư hại, dẫn đến tình trạng thiếu nhiên liệu và các nguồn tài nguyên quan trọng khác. Các hãng hàng không quốc tế cũng đã ra quyết định hủy bỏ mọi chuyến bay đến Iran cho đến ngày 1 tháng 11, giữa lúc căng thẳng không ngừng leo thang trong khu vực và cuộc chiến giữa Israel và Iran có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Họ nhấn mạnh rằng an toàn của hành khách là ưu tiên hàng đầu và việc nối lại các chuyến bay sẽ chỉ được thực hiện khi có thể đảm bảo về sự ổn định trong khu vực. Hiện tại vẫn chưa rõ liệu các chuyến bay có thể được khôi phục sau thời hạn này hay không, bởi những diễn biến tiếp theo vẫn đang rất mơ hồ và không chắc chắn. Nói về nhóm Hezbollah hùng mạnh bậc nhất Trung Đông. Thưa quý vị, tổ chức này vừa lên tiếng xác nhận ông Hassem Safieddine, viên chức cấp cao được kỳ vọng kế nhiệm cố thủ lĩnh Nasrallah, đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel. Được biết, ông Safieddine đã điều hành Hezbollah cùng với phó tổng thư ký Naim Qassem kể từ sau vụ ám sát thủ lĩnh Nasrallah. Ông dự kiến sẽ chính thức được bầu làm lãnh đạo tiếp theo, mặc dù vẫn chưa có thông báo chính thức nào được đưa ra. Là họ hàng của thủ lĩnh Nasrallah, ông Safieddine đã tham gia hội đồng quân sự và cũng là người đứng đầu hội đồng giám sát các vấn đề tài chính của nhóm. Theo Reuters, vụ ám sát ông Safieddine càng làm xói mòn thêm sự lựa chọn của tổ chức Hezbollah cho các vị trí lãnh đạo cấp cao trong thời gian sắp tới. Thậm chí, phó thủ lĩnh của phong trào Hezbollah, ông Naim Qassem, đã tới Tehran sau khi rời Liban trên một chiếc máy bay của Iran cách đây 2 tuần. Hãng tin Iran News của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE trích dẫn một nguồn tin Iran giấu tên cho biết ông Qassem đã rời thủ đô Beirut vào ngày 5 tháng 10 trên chiếc máy bay mà Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi từng sử dụng để thăm cấp nhà nước tới Liban và Syria. Nguồn tin cho biết ông Qassem đã được giới lãnh đạo cấp cao của Iran lệnh tới Tehran vì lo ngại bị Israel ám sát. Một thông tin chấn động vừa được công bố, thưa quý vị. Trong cuộc phỏng vấn với trang tin tức BT của Đan Mạch vào cuối tuần vừa qua, một cựu binh của Tổ chức Giám sát Đình chiến Liên Hiệp Quốc UNTSO được biết đến với bí danh Michael đã làm chứng rằng UNIFIL hoàn toàn chịu sự quản lý của Hezbollah trong thời gian anh làm việc tại Liban 10 năm trước. UNSTO được thành lập vào năm 1948 là phái bộ gìn giữ hòa bình đầu tiên do Liên Hiệp Quốc thành lập với sứ mệnh giám sát lệnh ngừng bắn, giám sát các thỏa thuận đình chiến, ngăn chặn các sự cố đơn phương leo thang và hỗ trợ các hoạt động gìn giữ hòa bình khác của Liên Hiệp Quốc trong khu vực thực hiện nhiệm vụ tương ứng của họ. Cựu binh Michael được giao nhiệm vụ giám sát và báo cáo các hành vi vi phạm nghị quyết 1701 năm 2006 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, trong đó yêu cầu miền Nam Liban phải không có sự hiện diện của Hezbollah. Tuy nhiên, trái ngược với sứ mệnh của tổ chức, Michael cho biết chúng tôi hoàn toàn bị Hezbollah chi phối, rõ ràng quyền tự do di chuyển của chúng tôi bị hạn chế. Chẳng hạn, chúng tôi không bao giờ hoạt động sau khi trời tối vì nỗi sợ hãi đối với Hezbollah. Điều này có nghĩa là họ hoàn toàn có thời gian hoạt động vào buổi tối và ban đêm. Cựu binh Michael cũng cho biết các nhân viên của UNIFIL và UNTSO còn bị hạn chế trong việc tiếp cận các thành phố miền Nam Liban khi Hezbollah chặn họ lại mỗi khi họ cố gắng vào những khu vực nhất định. Họ chỉ chặn đường mặc dù không vũ trang rõ ràng, nhưng họ rất hung hăng và ai cũng hiểu rằng họ là thành viên của Hezbollah. Chúng tôi biết rõ ai là người quyết định mọi việc, đặc biệt là ở các thành phố có cộng đồng CIA. Michael cho biết họ không muốn chúng tôi chứng kiến những gì họ đang thực hiện. Mối quan hệ ngày càng phức tạp tại Trung Đông được làm nổi bật khi thành viên cấp cao Hamas Mossa Abu Mazov vừa đặt chân đến Moscow trong bối cảnh căng thẳng gia tăng. Dự kiến ông sẽ tham gia loạt cuộc gặp với quan chức Nga, thể hiện nỗ lực củng cố mối quan hệ của Moscow với các bên liên quan. Đáng nói là Nga, với mối quan hệ chặt chẽ với Israel, Iran, Liban, chính quyền Palestine và cả Hamas, đã chỉ trích cuộc khủng hoảng hiện tại là hệ quả của sự thất bại trong ngoại giao của Mỹ. Đồng thời, Moscow đã kêu gọi ngừng bắn và thúc đẩy khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình. Còn về phía Hamas, nhóm vũ trang này có thể bổ nhiệm một ủy ban cầm quyền gồm 5 người để lãnh đạo nhóm, thay vì chọn thủ lĩnh mới kế nhiệm ông Yahya Sinwar.
Một nguồn tin nói với AFP, cách tiếp cận của giới lãnh đạo Hamas là không bổ nhiệm người kế nhiệm cố thủ lĩnh Yahya Sinwar cho đến cuộc bầu cử tiếp theo, dự kiến diễn ra vào tháng 3 2025. Theo vào đó, nguồn tin cho biết thêm một ủy ban gồm 5 thành viên sẽ tiếp quản vị trí lãnh đạo nhóm. Ủy ban đã được thành lập vào tháng 8 sau cái chết của thủ lĩnh chính trị Ismail Haniyev tại Tehran, Iran. Ủy ban được thành lập nhằm giúp Hamas ra quyết định do nhóm gặp khó khăn trong việc liên lạc với thủ lĩnh Sinwar ở Gaza trước khi ông thiệt mạng. Nguồn tin cho hay, ủy ban bao gồm các đại diện của hai vùng lãnh thổ Palestine và cộng đồng người lưu vong, cụ thể là Khalil al-Hayya cho Gaza, Jaher Jabarin ở bờ Tây và Khalis Meso cho người Palestine ở nước ngoài. Ngoài ra, còn có người đứng đầu hội đồng tư vấn Shura của Hamas là Mohammed Dawis và thư ký của văn phòng chính trị, người chưa từng được tiết lộ danh tính vì lý do an ninh. Tất cả các thành viên hiện tại của ủy ban đều cư trú tại Qatar. Hãng thông tấn M của Iran đưa tin, Houthi vừa cảnh báo nếu Mỹ tiến hành kế hoạch tấn công cảng Al-Hadida ở miền Tây Yemen, thì hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những gì họ đã phải trải qua trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Người đứng đầu cơ quan ngoại giao thuộc chính quyền giải cứu quốc gia Yemen do Houthi thành lập tại Sana'a, ông Jamal Ahmed Ali Amr, đưa ra cảnh báo trong một bài đăng trên X vào thứ Hai ngày 21 tháng 10. Ông cho rằng chính quyền Mỹ bắt đầu rò rỉ thông tin về kế hoạch như là một cách để buộc Yemen phải ngừng các hoạt động ủng hộ Palestine nhằm vào các mục tiêu của Israel và các thực thể liên quan. Theo ông Amer, Washington cố tình lộ thông tin sau những nỗ lực bất thành nhằm gây tổn hại cho Yemen. Ông nhấn mạnh rằng nếu Mỹ hành động một cách vội vàng, thì những gì đã xảy ra ở Việt Nam chỉ như là một chuyến dạo chơi trong công viên. Những người tự do không bao giờ quỳ gối và chế độ Mỹ không phải là kẻ thống trị theo lệnh của Thiên Chúa, nhà ngoại giao nhấn mạnh. Kể từ tháng 10 năm ngoái, nhóm Houthi tại Yemen đã thực hiện hàng trăm cuộc tấn công vào các mục tiêu ở Israel, cũng như các tàu đi đến hoặc là rời khỏi Israel sau khi nước này phát động cuộc chiến chống lại Hamas ở giữa Gaza với sự hỗ trợ từ Mỹ và các đồng minh. Mỹ và Vương quốc Anh đang gây sức ép buộc Houthi ngừng các hoạt động này thông qua những đòn không kích vào loạt mục tiêu trên khắp Yemen. Gần đây, máy bay chiến đấu của hai nước đã thực hiện 15 cuộc không kích vào thủ đô Sana'a và thành phố Sada ở tây bắc Yemen. Trong đó, quân đội Mỹ sử dụng máy bay ném bom tàng hình B-2 để thực hiện các cuộc tấn công này. Tuy nhiên, Houthi tuyên bố họ sẽ không ngừng lại cho đến khi chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza chấm dứt. Thưa quý vị, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định quan hệ giữa Nga và Trung Quốc đã đạt đến tầm cao mới, đủ để trở thành hình mẫu cho các quốc gia khác. Phát biểu này được đưa ra trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Kazan hôm 22 tháng 10 và thảo luận về nhiều điều quan trọng trước thềm sự kiện chính. Tổng thống Putin nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác giữa Nga và Trung Quốc mang tính bình đẳng và cùng có lợi, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài. Ông còn khẳng định quan hệ hai nước đã đạt tới mức độ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược. Tổng thống Nga tự tin tuyên bố, chúng ta có thể khẳng định chắc chắn rằng quan hệ giữa Nga và Trung Quốc đã trở thành tiêu chuẩn cho cách thức xây dựng mối quan hệ giữa các quốc gia trong thế giới hiện đại. Ông cũng nhấn mạnh sự hợp tác này là một trong những yếu tố ổn định quan trọng trên trường quốc tế. Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ sự tán dương về mối quan hệ song phương với Moscow, nhấn mạnh rằng trong thập kỷ vừa qua, quan hệ này đã phát triển vượt bậc và đạt đến tầm cao chưa từng có. Ông còn khẳng định hai cường quốc toàn cầu đang đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ công lý quốc tế. Sau cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov mô tả cuộc gặp gỡ là rất cởi mở và mang tính xây dựng, thể hiện tinh thần hợp tác sâu rộng giữa Nga và Trung Quốc. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Nga và hợp tác kinh tế giữa hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bất chấp các lệnh trừng phạt chưa từng có từ phương Tây. Theo truyền thông Nga, khối lượng thương mại giữa Nga và Trung Quốc đã đạt 82 tỷ đô la Mỹ trong 9 tháng đầu năm, dựa trên số liệu từ Hải quan Trung Quốc. Con số này gần đạt tổng khối lượng thương mại của cả 10 tháng trong năm 2023, vốn là năm kỷ lục về thương mại song phương giữa Nga và Trung Quốc. Theo các phương tiện truyền thông, năm nay có khả năng phá vỡ kỷ lục đó khi khối lượng thương mại giữa hai nước đã tăng gấp 2,5 lần kể từ năm 2020. Vào tháng 8, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã cho biết hơn 95% các giao dịch song phương giữa Nga và Trung Quốc được thực hiện bằng đồng rúp hoặc nhân dân tệ. Thưa quý vị, cuộc diễn tập quân sự kéo dài 13 giờ quanh đảo Đài Loan của Trung Quốc hồi tuần trước đã thu hút sự chú ý toàn cầu với quy mô khổng lồ. Sự hiện diện đông đảo của máy bay, tàu sân bay cùng với lực lượng hải quân và cảnh sát biển khiến thế giới không khỏi quan ngại. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích cho rằng mục tiêu thực sự của Bắc Kinh không chỉ đơn thuần là Đài Loan.
Thực tế, đây còn là một lời nhắc nhở mạnh mẽ gửi tới một quốc gia khác nhằm khẳng định sức mạnh và ý chí của Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng. Sự kiện này không chỉ là một cuộc diễn tập mà còn là một bước đi chiến lược trong cuộc chơi lớn của các cường quốc. Dù nhiều báo cáo cho rằng Trung Quốc tiến hành tập trận để trừng phạt tân lãnh đạo Đài Loan William Lại Thanh Đức vì cái phát ngôn chống Trung Quốc của ông, nhưng chuyên gia Elizabeth Feld-Laurus, thành viên cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc Toàn cầu của Hội đồng Đại Tây Dương, khẳng định rằng các cuộc tập trận này đã được lên kế hoạch từ trước và không phải do bất kỳ phát ngôn nào của ông Lại. Bà Elizabeth nói với Fox News, Trung Quốc đã lên kế hoạch cho các cuộc diễn tập này từ trước và sẽ tiến hành chúng bất kể ông Lại nói gì. Các cuộc diễn tập quân sự nhằm làm hao mòn trang thiết bị và nhân lực của quân đội Đài Loan. Mục tiêu của các cuộc diễn tập là đe dọa an ninh của Đài Loan đến mức người dân mất niềm tin vào chính quyền và thay đổi hiện trạng một Đài Loan tách biệt với Trung Quốc. Tất cả những lý do trên có đủ để biện minh cho động thái quân sự nếu nhìn ở góc độ chiến thuật của Bắc Kinh. Nhưng tiến sĩ Chang Qing, nghiên cứu viên cấp cao của Hội Nghiên cứu Chiến lược tại Đài Bắc và là cựu sĩ quan hải quân trong nhiều thập kỷ, nói với Fox News rằng mọi người đang bỏ lỡ bức tranh toàn cảnh. Ông Chang chỉ ra các bản ghi chép quân sự công khai từ Nhật Bản, trong đó theo dõi các tàu Nga và Trung Quốc trong nhiều ngày trước khi cuộc phong tỏa 13 giờ diễn ra. Ông Chang chỉ ra các báo cáo từ Nhật Bản cho thấy sự hiện diện của các tàu chiến Nga và Trung Quốc ở vùng biển gần với Okinawa vài ngày trước cuộc tập trận. Điều này chứng tỏ rằng những tàu này không liên quan trực tiếp đến cuộc vây hãm Đài Loan mà thực sự là một phần trong chiến lược rộng hơn nhằm đối phó với hải quân Mỹ. Chiến lược vây điểm, diệt viện hay vây đồn diệt viện của Trung Quốc là nhằm tạo ra các phương án tấn công bất ngờ đối với lực lượng Mỹ nếu họ can thiệp vào Đài Loan. Ông Chang Qing nói với Fox News, mục tiêu thực sự là Hoa Kỳ. Trung Quốc đang sử dụng một chiến lược rất cũ, đó là luyện tập các cách để phục kích hải quân Hoa Kỳ nếu lực lượng này tiến về phía Đài Loan, vốn đã bị bắt làm con tin. Nếu Trung Quốc có thể thuyết phục Hoa Kỳ rằng việc can thiệp vào các hành động quân sự của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan là quá rủi ro hoặc không đáng để Mỹ đánh đổi, thì Trung Quốc sẽ thành công trong mục tiêu chiến lược của mình. Điều này có nghĩa là nếu Hoa Kỳ quyết định không can thiệp, Bắc Kinh sẽ có lợi thế lớn trong việc kiểm soát Đài Loan mà không gặp trở ngại từ một cường quốc như Mỹ. Các chuyên gia địa phương khác cũng đã có những nhận định tương tự về tình hình. Hãng thông tấn Đài Loan trích dẫn lời phó giáo sư Lin Jingzhu tại Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược Takan University lập luận rằng thời điểm của các cuộc diễn tập quân sự là một nỗ lực của Trung Quốc nhằm thăm dò khả năng của Hoa Kỳ trong việc đối phó với các cuộc khủng hoảng, đồng thời trên bán đảo Triều Tiên và ở cả eo biển Đài Loan. Mặc dù tình hình căng thẳng, người dân Đài Loan dường như vẫn bình tĩnh trước các cuộc tập trận của Trung Quốc. Tuy nhiên, điều này khiến một số chuyên gia lo ngại rằng Đài Loan có thể đang dần chấp nhận sự bất lực trong việc ngăn chặn Trung Quốc. Trong một cuộc thăm dò gần đây, khoảng 70% người dân Đài Loan cho biết rằng họ kỳ vọng Hoa Kỳ sẽ giúp đỡ hòn đảo trong trường hợp Trung Quốc tấn công. Nhưng phản ứng của Hoa Kỳ đối với cuộc tập trận kiếm hợp 2024B vừa qua bị một số người đánh giá là yếu ớt và gây khó hiểu. Mặt khác, phản ứng của Mỹ lại gây ra sự bối rối. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Martin Miller bày tỏ lo ngại về các hành động quân sự của Trung Quốc, gọi chúng là vô trách nhiệm và gây bất ổn. Tuy nhiên, việc dùng từ không cân xứng trong thông cáo đã khiến nhiều người ở Đài Loan thắc mắc rằng Đài Loan không hề có hành động gì để xứng đáng với một phản ứng mạnh mẽ từ Trung Quốc. Trước các động thái liên tục của Trung Quốc, nhiều chuyên gia tại Đài Loan đã kêu gọi các nền dân chủ thế giới, đặc biệt là Mỹ, cần phải có phản ứng mạnh mẽ và chuẩn bị các biện pháp đối phó cụ thể. Họ nhấn mạnh rằng việc Bắc Kinh cố gắng thay đổi hiện trạng và đe dọa Đài Loan đòi hỏi một sự đoàn kết quốc tế để bảo vệ hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan. Ở diễn biến khác, tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về vũ khí hạt nhân UNGA, ông Shen Jian, đại sứ Trung Quốc về giải trừ quân bị, nhấn mạnh sự cần thiết của hợp tác toàn cầu để thúc đẩy nỗ lực kiểm soát vũ khí hạt nhân quốc tế trong bối cảnh quá trình giải trừ hạt nhân đối mặt với những thách thức chưa từng có. Theo Reuters, ông Shen chỉ ra rằng sự thiếu tin cậy chiến lược giữa các cường quốc, căng thẳng địa chính trị gia tăng và xung đột khu vực kéo dài là những vấn đề gây khó khăn cho quá trình giải trừ hạt nhân. Đại sứ kêu gọi các quốc gia hợp tác nhằm giảm thiểu rủi ro hạt nhân, thúc đẩy giải trừ và ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân. Ông cũng đề nghị giảm vai trò của vũ khí hạt nhân trong chính sách an ninh quốc gia và chấm dứt việc triển khai lực lượng chiến lược để răn đe khiêu khích. Ông Shen cảnh báo rằng tư duy chiến tranh lạnh và cạnh tranh quyền lực sẽ đẩy quá trình kiểm soát vũ khí hạt nhân vào ngõ cụt. Đại sứ kêu gọi cộng đồng quốc tế tuân thủ an ninh chung và hợp tác, tôn trọng các mối quan ngại về an ninh của nhau và thúc đẩy kiểm soát vũ khí hạt nhân quốc tế. Thưa quý vị,
Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, thế giới không chỉ phải đối mặt với những mối nguy từ chiến tranh, xung đột quân sự, mà còn chật vật trước một loạt thách thức an ninh phi truyền thống từ khủng bố mạng, dịch bệnh toàn cầu cho đến biến đổi khí hậu. Những mối đe dọa này không chỉ bó hẹp trong một khu vực địa lý nào mà lan rộng ra toàn cầu, buộc các quốc gia phải liên kết chặt chẽ hơn bao giờ hết. Giữa bối cảnh phức tạp hiện nay, việc thúc đẩy các biện pháp phòng ngừa và ứng phó hiệu quả là điều cần thiết để bảo vệ sự ổn định và an toàn cho tất cả. Và thông điệp vừa rồi cũng đã kết thúc cho chương trình Thế giới trong tuần ngày hôm nay. Quang Huy xin được cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.